Phạm Băng Băng đang mang thai cho đại gia 71 tuổi vì không muốn lưu luyến tình cũ. Sự thật là gì? Tin đồn Phạm Băng Băng đã kết hôn với một vị đại gia đáng tuổi bố mình khiến cư dân mạng xôn xao. Trang 163 gây xôn xao khi chia sẻ thông tin gây sốc cùng dòng tiếp. Lý Thần đã trở thành dĩ vãng. Phạm Băng Băng đã kết hôn với đại gia 71 tuổi, hiện đang mang thai. Trong bài viết này, 163 còn viết thêm chi tiết về cuộc sống hậu chia tay Lý Thần của nữ thần họ Phạm. Sau scandal trốn thuế, sự nghiệp và danh tiếng của Phạm Băng Băng bị ảnh hưởng nặng nề, khiến cô rất khó trở lại hoạt động trong showbiz được nữa. Tuy nhiên, những tin tức xung quanh Phạm Băng Băng vẫn được netizen hết sức quan tâm, đặc biệt là đời tư đầy thị phi của cô. Năm 2019, Phạm Băng Băng chia tay với Lý Thần. Việc này đã khiến cô rất đau lòng và theo nguồn tin được cho biết thì người đẹp Hoàng Châu cách cách hiện tại đã không còn hy vọng vào tình yêu nữa. Trong bài phỏng vấn với Baza Arts của Trung Quốc, Phạm Băng Băng lần đầu tiên lên tiếng về chuyện chia tay Lý Thần. Cô nói, lúc đó vì chuyện của tôi, anh ấy và em trai Thừa Thừa bị liên lụy rất nhiều. Nhiều công việc bị hủy và rất nhiều tin đồn thất thiệt xảy ra. Tôi cảm thấy có lỗi với hai người. Điều duy nhất tôi có thể làm là rời xa anh ấy, cố gắng không ảnh hưởng đến anh. Theo QQ, bây giờ, nhiều người cho rằng Lý Thần chia tay bạn gái vì không muốn giúp cô trả khoản tiền phạt trốn thuế 883 triệu tệ, 128 triệu USD. Ngoài ra, anh còn vướng nhiều tin đồn như đưa Phạm Băng Băng đi hầu rượu đại gia, bỏ quốc tịch Trung Quốc, chuyển tài sản sang Mỹ. Phạm Băng Băng khẳng định Lý Thần là người đàn ông tốt, cô không hối hận, tiếc nuối vì những gì đã trải qua. Cô cảm ơn vì sự xuất hiện của Lý Thần bên đời cô, anh ấy rất đáng để tôi tôn trọng, là người đã vì tôi mà phải trả giá rất nhiều. Cảm ơn anh vì những điều tốt đẹp dành cho tôi khi đó. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt. Tôi hy vọng anh ấy luôn khỏe mạnh trong tương lai. Vậy nhưng, sau bao lời tốt đẹp cho bạn trai cũ, cô lại kết hôn với một vị đại gia đáng tuổi bố, hiện giờ đang mang thai. Không chỉ vậy, trang Netexco chia sẻ hình ảnh Phạm Băng Băng xuất hiện ở sân bay với vòng hai lớn bất thường, đặt nghi vấn nữ diễn viên nổi tiếng này đang mang thai. Tuy nhiên, phía Phạm Băng Băng đã từng nhiều lần lên tiếng phủ nhận chuyện nữ hoàng thị phi đang mang thai, khẳng định cô chỉ tăng cân do việc ăn uống quá đà mà thôi. Đối với tin Phạm Băng Băng mang thai, công chúng cũng không cảm thấy quá lạ lẫm vì cô từng bị đồn rất nhiều lần nhưng chưa lần nào đúng sự thật. Bản thân người đẹp 40 tuổi từ trước đến nay vốn là sao nữ có cân nặng lên xuống rất thất thường, khó kiểm soát được cân nặng của mình ở mức ổn định, lại sở hữu tàn người dễ tăng cân, chỉ cần lỡ đưa mồm đi hơi xa là cân nặng lại tăng vù vù. Lý Thần là người duy nhất minh tinh họ Phạm công khai quan hệ yêu đương. Tài tử cầu hôn người đẹp hồi sinh nhật cô năm 2017 và được đồng ý. Năm 2018, khi Băng Băng vướng bê bối trốn thuế, Lý Thần nói tình cảm với cô không đổi, nguyện đồng cam cộng khổ với nữ diễn viên. Mặc dù vậy, sau khi chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng chưa từng chia sẻ và công khai hẹn hò với người mới. Có lẽ, dân tình nên chờ đợi phản hồi chính thức từ nữ diễn viên này thay vì tin đồn chưa rõ đúng sai. Mới nhất, dường như muốn dùng hành động để đập tan lời đồn thất thiệt, Phạm Băng Băng xuất hiện trước công chúng trong một chuyến đi từ Bắc Kinh tới Thâm Quyến để phục vụ công việc. Cô diện áo phông trắng họa tiết kết hợp với quần short và áo khoác dài. Để tô điểm cho set đồ, nữ diễn viên Hoàng Châu cách cách đội mũ có tai, đi giày thể thao, đeo kính đen sành điệu và sử dụng túi xách tông vàng nổi bật. Với cách mix trang phục và phụ kiện đáng yêu như thế này, Phạm Băng Băng được khen trẻ trung, năng động. Có thể thấy tâm trạng của cô rất tốt, không hề chịu ảnh hưởng bởi những tin đồn không hay liên quan đến mình. Dường như đã quá quen thuộc với các loại tin tức thất thiệt nên Phạm Băng Băng không lên tiếng mà giữ im lặng. Cô thường nhờ tới luật sư để giải quyết những vụ việc gây ảnh hưởng tới tên tuổi của mình. Năm qua, Phạm Băng Băng nổi bật trong lĩnh vực thời trang, nhận giải nhân vật phong cách của năm do tạp chí Lifestyle bình chọn. Cô xuất hiện trên bìa hàng chục tạp chí thời trang ở nước ngoài như Anh, Mỹ, Nga, Italy, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Singapore. Nữ diễn viên giữ mối quan hệ tốt với nhiều nhà mốt quốc tế. Cô là một trong các minh tinh đầu tiên diện thiết kế mới ra mắt của Yves Van Herpen. Dù vậy, trong mảng phim ảnh, cô chưa lấy lại được chỗ đứng. Một số phim cô đóng trước năm 2018 chưa được ra mắt. Năm ngoái, người đẹp tiết lộ đóng phim mới song dự án chưa được công bố.